Rồi, xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay Trung sẽ chia sẻ với anh em về cái cục của nhà mạng VNPT. Thì cái cục mà VNPT mẫu mẫu mới này nó có hỗ trợ cái sóng là 5G luôn ha. Vừa 2.4 mà vừa 5G. Thì hôm nay Trung sẽ cho các bạn biết một bí mật nữa là cái cục mà mình đang xài này nè. Chúng ta có thể là vào cấu hình cái cục modem có thể kích lên được là 8 sóng Wi-Fi vừa 4 sóng 2.4 và 4 sóng 5G luôn nha. Còn cái cục này thì mình là tận dụng cái cục cũ nên là mình sẽ làm cái cục là phát wifi phụ. Còn nếu ở nhà chúng ta mà đang sử dụng cái modem mà VNPT này nè có sóng hỗ trợ 5G thì chúng ta có thể vào bên trong để cấu hình và cho nó kích lên được 6 sóng còn lại. Thường thì nhà mạng chỉ cho chúng ta xài 2 sóng thôi, một sóng 2.4, một sóng 5G. Rồi hôm nay chúng sẽ chia sẻ là chúng ta sẽ kích toàn bộ là 4 sóng 2.4 và 4 sóng 5G cho nhà mình sử dụng cho nó được ok hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là reset. Trước tiên là mình sẽ reset cái modem. Còn cái cục wifi nhà mạng của mình đang xài á thì mình không nên reset nha. Cái cục modem mà mình đang xài ở đường truyền cáp quang mà ghim thẳng vào đây á là chúng ta chỉ vào bên trong để cấu hình và kích 4 sóng 2.4 và 4 sóng 5G nha. Nếu mà trường hợp chúng ta reset á là nó sẽ mất mạng và phải nhờ bên kỹ thuật của bên nhà mạng VNPT xuống hỗ trợ nha. Nên là cái này mà anh em nhớ lưu ý nha. Còn cái phần này mình hướng dẫn là mình sẽ là sử dụng cái cục modem cũ này nè để làm cái cục phát wifi phụ thôi. Nó sẽ hỗ trợ được chúng ta là 8 sóng wifi luôn. Còn nếu mà nhà chúng ta đang xài mà cái cục modem đang xài có cáp quang á, phía sau này nè, có sợi cáp quang mà ghim vô á, thì chúng ta sẽ vào bên trong để cấu hình thôi nha, không reset nha. Nhớ lưu ý, anh em lưu ý là chúng ta không nên reset nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là reset để làm cục phát wifi phụ. Thì mình sẽ là ghim cái cây tâm vào bên trong cái nút reset nè, chúng ta nhấn giữ ha. Khi nào mà chúng ta thấy cái tín hiệu đèn này nè, nó nháy lên cùng một lúc là chúng ta buông nha. Đấy, đèn đèn xíu. Đó, chúng ta nhấn giữ ha. Đó, đèn nó sáng lên cùng một lúc nè. Đợi một chút xíu nha. Đó. Ok. Nè, nó tắt hết. Nó tắt hết là còn một đèn bô vơ thì chúng ta buông nha. Rồi chúng ta sẽ khởi động nó, để nó khởi động một chút nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là ghi màn hình để ghi qua một bên cho anh em chúng ta cùng tham khảo nha. Rồi chúng ta đợi nó khởi động chút xíu nha. Cái này nè, nhà mình nghiên cứu mình phát hiện ra cũng rất là nhiều điều hay. Hay thứ nhất là những cái sóng mà bên nhà mạng nó chỉ cho chúng ta xài 2 sóng thôi. Còn bây giờ là chúng ta sẽ có thể vào bên trong kích lên được là 6 sóng còn lại, nghĩa là được 8 sóng wifi nha. Rồi mình lưu ý ha, khi đợi reset xong cái tín hiệu đèn của sóng 2.4 và sóng 5G nó hiện sáng lên là chúng ta mới bắt đầu là cấu hình nha. Còn cái đèn LED này thì chúng ta không có quan tâm, tại vì hiện tại là cái cục này là rút cáp quang ra rồi nên là cái đèn LED nó sẽ sáng, nó sẽ nhấp nháy cái đèn màu đỏ này nè, cứ nhấp nháy hoài nên là chúng ta không quan tâm cái đèn này nha, không sao hết. Chúng ta đợi nó khởi động, khi mà cái wifi 2.4 và wifi 5G hiện sáng lên là chúng ta tiến hành vào cài đặt nha. Dạ, yeah, ok, cái cục wifi khởi động xong rồi nè, hiện sóng 2.4 và 5G nè. Bắt đầu chúng ta tiến hành bắt đầu vào cấu hình nha. Rồi nên mình để ghi cái màn hình luôn, rồi mình kéo trên kéo xuống để mình vào wifi nè. Thì trên cái cục wifi này nó sẽ hiện ra hai sóng nha, một sóng 2.4 và sóng 5G. Cái modem của nó là GDX020H ha. Thì mình sẽ kết nối cái sóng 2.4 nhập vào kết nối sóng 2.4 nè. Ok, thiết bị đã kết nối ha. Mình coi IP trên này coi. IP là 192.168.1.2 ha. Rồi mình sẽ đăng nhập vào cái modem nè. Mình mở chương trình duyệt web lên, mình sẽ chọn Firefox ha. Rồi mình sẽ đánh IP của cái modem là 192.168.1.1. Rồi chúng ta log vào nha. Chúng ta chọn nâng cao ha. Rồi chúng ta chọn chấp nhận rủi ro và tiếp tục. Rồi cái bảng thông báo nó hiện ra đăng nhập là sign ha. Mình điền ở trên là admin chứ bình thường nha. Rồi ở dưới cũng lặp lại giống vậy luôn, admin bình thường luôn. Chúng ta login vào. Sau khi mà chúng ta login vào thì hệ thống nó kêu chúng ta thay đổi cái mật khẩu mới từ
8 đến 32 ký tự, bao gồm là chữ cái hoa nè, chữ cái thường nè, dư số và ký tự đặc biệt. Thì mình sẽ điền là, này là tùy ý nha, điền admin nè, móc 1 2 3 4 5 ha, rồi ở dưới cũng giống như luôn, admin 1 2 3 4 5 nè, móc 1 2 3 4 5 nè. Rồi chúng ta chọn chọn sale. Sau khi mà chúng ta chọn sale thì hệ thống nó bắt chúng ta là đăng nhập lại cái mật khẩu mới vừa khởi tạo. Rồi mình sẽ đăng nhập lại ha. Rồi chúng ta log vào. Sau khi mà chúng ta đăng nhập thành công á thì nó hiện ra một cái bảng giao diện của cái phần mềm trên cái modem á. Thì mình sẽ quan tâm cái mục là interface setup ha. Rồi mục interface setup này mình sẽ quan tâm ba mục: mục LAN, mục wireless 2.4 và wireless 5G. Nhưng mà mình sẽ cấu hình cái wireless 2.4 và 5G, sau đó mình sẽ lọc vào cục LAN để disable cái DHCP là chúng ta có thể ghim cổng LAN để sử dụng được ha. Rồi giờ trước tiên mình sẽ vào mục wireless 2.4. Rồi mục wireless 2.4 thì cái tên của nhà sản xuất thì mình có thể xóa và điền lại ha. Bây giờ mình sẽ xóa nè, mình điền lại theo thứ tự thật một nè. Rồi cái mục là authentication á, chỗ upper này nè, mình sẽ là chọn dòng cuối ha, để mình điền cái mật khẩu wifi theo ý của mình nè. Mình xóa nè, mật khẩu là tùy ý nè, đã đủ 8 ký tự chứ là ok, 1 2 3 4 5 6 7 8 ha. Rồi ok, chúng ta sẽ chọn chọn sale. Sau khi mà chúng ta chọn sale xong á là cái nó sẽ bị mất kết nối wifi, tại vì chúng ta mới vừa đổi tên với mật khẩu á, thì chúng ta sẽ dọn cái wifi lại nè. Đây, cái mật khẩu, cái tên wifi mà chúng ta mới vừa đổi là sẽ có cái ký tự là, rồi đây GW020H 2.4G có số 1 phía sau ha, mình nhấp vào. Ok, nó đã kết nối rồi, mình sẽ vào bên trong để cấu hình tiếp nè. Chúng ta refresh một cái, gửi lại dữ liệu nè. Rồi dẫn vào mục Interface và Wireless là 2.4, mình sẽ chọn cái mục là SSID Index nha, chọn dòng số 2 nha. Từ số 2 đến số 4 á, là nó đang bị ẩn, là mình sẽ enable lên nha, mình chọn dòng số 2 nè. Đây, cái mục mà SSID Width nó đang bị up, mình sẽ on nó lên ha. Rồi, chỗ này mình sẽ điền là số 2 ha. Rồi mật khẩu thì cũng vậy, authentication thì mình chọn dòng cuối để mình điền cái mật khẩu theo ý của mình luôn nè. Rồi mình sẽ đánh cái tám, đủ 8 ký tự nha, theo ý của mình vẫn điền là một từ 1 đến 8 luôn. Ok, rồi chúng ta chọn sale. Từ số 2 trở đi nó sẽ không dâng ra, tại vì mình đang kết nối là cái số 1. Rồi mình sẽ chọn tiếp tục là số 3 nè. Số 3 thì cũng đang bị up, mình on lên nè. Rồi mình cũng điền cái tên wifi, mình xóa, mình điền số thôi, 3 nè. Mục Authentication Type mình chọn là dòng cuối nè, mình điền cái mật khẩu wifi theo ý của mình luôn nè, từ 1 đến 8 luôn nha. Ok, rồi mình chọn sale. Rồi nó hệ thống nó bị dằn gà, mình sẽ kết nối lại lần nữa nha. Rồi mình kết nối lại cái sóng là GW20H2.41 nè. Ok nè, mình sẽ refresh này lại. Rồi dẫn vào một cái mục wireless 2.4 nè. Mình ấn số 3 rồi, giờ tới số 4 ha. Rồi nó đang up, mình on lên luôn nè. Rồi dẫn điền tên thiết bị lại luôn, thì mình điền theo thứ tự luôn, 4 nè. Open mình chọn dòng cuối nè. Rồi mình điền cái mật khẩu sở hữu của mình nè. Mình xóa ha, từ 1 đến 8 luôn. Ok, mình sẽ chọn share lại luôn. Sau khi chúng ta share xong, chúng ta sẽ qua một wireless 5G thì cũng làm tương tự với 2.4 thôi.
Cái dòng đầu tiên thì cũng là số 1, nó đang được enable thì mình sẽ điền là 5G số 1 nè. Open cho nên mình dùng dòng cuối để mình điền cái master file nè. Mình sẽ xóa đi thế mình luôn, mình điền từ 1 đến 8 luôn. Ok, mình chọn sale ha. Rồi, tương tự mình chỗ ra mình chọn dòng số số 2 nè. Số 2 thì nó cũng đang bị off on nè. Rồi mình xóa nè. Rồi, mình chọn là 2 ha. Open này thì mình chọn dòng cuối để mình điền cái password 2 luôn nè. Từ 1 đến 8 luôn nha. Ok. Sao ha. Ok. Rồi chọn số 3 nè. Số 3 nó cũng đang bị up mình on lên nè. Đó này thì mình xóa mình số 3 cuối nè. Open này mình chọn dùng khối để điền mật khẩu luôn nè. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám, ok, sao luôn nè. Rồi còn một cuối cùng nữa là xong. Nó đang up luôn, on luôn nè. Chọn bốn nè. Open nè, cuối luôn nè, rồi điền mật khẩu luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Rồi, chúng ta chọn Save luôn. Rồi, sau khi mà chúng ta chỉnh cái wireless 2.4 và 5G enable tất cả 4 sóng Wi-Fi lên thì chúng ta trở về cái mục LAN ha. Mục LAN thì chúng ta quan tâm là cái mục DHCP. DHCP thì chúng ta disable nó là được. Chọn Save. Ok. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái phần cấu hình cái cục modem wifi và hiện cho nó là 8 sóng wifi luôn ha. Bây giờ mình tiến hành là ghim dây LAN để chúng ta vào mạng. Thì chúng ta chú ý nè, phía sau cái modem mới giờ nó chỉ có 2 cổng LAN thôi. Thì chúng ta ghim cổng nào cũng được. Sau khi chúng ta ghim cổng LAN thì tín hiệu đèn này nè, nó sẽ sáng lên ha. Còn cái đèn mà LED nè, chúng ta không quan tâm nó đỏ đỏ thì vẫn lên mạng bình thường nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở chương trình bit test lên nè. Mình sẽ test trước. Đây có nó đang kết nối là cái sóng là 1 nha, cái sóng đầu tiên 2.4 luôn. Rồi mình sẽ ok. Cái máy nó sắp hết pin nên chạy hơi chậm thôi. Đấy. Này mình đang test sóng 2.4 nha. Sóng 2.4 hiện tại lên được khoảng 47 mười mấy. Cho kết quả là 45.7. Còn tốc độ upload thì hơi cao nha, 66 mấy, 66.1. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối cái sóng 5G. Sóng 5G thì lúc nào cái đường truyền nó sẽ cũng mạnh hơn nha. Đây nè bạn, 5G nó mất hết rồi ta. Để mình tắt dò lại đây. Trên thiết bị còn mà. Đây 5G nè, quá trời luôn. 5G 4 đi. Từ 1 đến 8 nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok luôn nè. Đã kết nối VNBT 5G 4. Rồi mình sẽ test đường truyền luôn ha. Và nó khác với 2.4 như thế nào nha. Ok. Cái máy mình hết gần hết pin nên nó chạy hơi chậm nha. Nếu mình tắt cái mở lại. Vẫn còn kết nối bình thường. Go nè. Now check connect không? À được rồi, được rồi.
Ok, đang kết nối. Wow, nguồn gì mà này lạ hả ta? 5G mà lại tốc độ rất chậm nha. Để mình tắt mở lại coi. Hơi vô lý, 5G nó sẽ lúc nào cũng nhanh hơn á. Để mình kết nối một sóng khác thôi. Rồi mình sẽ tiến hành là kết nối cái sóng 5G, 5G1 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lưu nè. Đã kết nối ha. Rồi mình sẽ tiến hành là mở chương trình bit test lên để mình test luôn. Hết pin chạy chậm quá. Mở bit test lên nè. Đã kết nối thiết bị mà sao nó không kết nối được. Tìm server. Tín hiệu ok mà. Ồ, vậy là cái cục modem của nhà mạng VNPT, cái sóng 5G lại yếu hơn cái sóng 2.4 hả ta? Đây, sóng 5G đang nhấp nháy liên tục nè. Đó, đường truyền download có 3 chấm, download có 3.8. Upload thì được bảy mấy. Nó chạy xong cho quả cái 75,5. Để mình kết nối lại một cục 5G khác mình thử luôn nha. Để mình thử qua cái dây LAN 1 thử coi. Ok, là một trái ha. Rồi để mình kết nối một cái sóng mà này nó hay mắc sóng quá ta, hay là do điện thoại yếu đấy, vô tư luôn nè. Từ 1 đến 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lưu nè. Đã kết nối ha. Ok, mở bit test lên nè. Ok. Connecting. Đang test. Ồ, vậy là đường truyền bên sóng 5G của VNPT không bằng 2.4 hả nè. Rất là thấp. Rất là chậm luôn á. Đã test xong đây, mình mở chương trình video lên mình test. Xem thử coi nó chạy nổi không nha. Tốc độ là 3,68. Còn tốc độ upload là lên được 6 mấy nha. Tốc độ upload cao, tốc độ download quá yếu. Wow, tốc độ upload lên được 84,3. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở chương trình YouTube lên mình test thử luôn nha. Video 8K. Chạy chậm. Tốc độ không nhanh. Shopee 10 tháng 10 đại tiệc thương hiệu. Cũng Shopee được, 10 tháng 10 chung là đại tiệc xài thương tạm được hiệu anh em. nước Shopee ngay. Bây giờ mình sẽ chuyển qua 2.4 thử nha. 2.4 đây.
kết nối rồi nè. Can this Facebook group make life better? One day after joining Zen Life Tips Facebook group. Ống 2.4 chạy thấy ok lắm anh em.